Chào bạn nha, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách thay mực con máy Canon 2009. Con này dùng các chiếc hàng ngoài, nó đặt tên lông tung hết cả lên 703 và 303A, không hề có chữ Canon ở đây. Mình dùng hai cái chốt nhé. Đầu tiên là mình vệ sinh cái cụm chống này. Hiểu chưa, họ dùng bộ gì mà ít mực cái thế nhỉ? Chiếc có dấu hiệu thay gạt. Khả năng là lúc thay gạt họ lộ mực cái ra nên là nhìn mực cái rất ít. Lượng mực thải ít thế này thì ra có thể dốc thẳng đổ ra được, giống như thế này. Đỡ phải tháo hai con ốc. Bạn dùng là chỗ có sơn vào nhé. Lau qua cái chục cao su. Các bạn lắp chống á. Sử lý đến cụ mực nhé. Cụ mực mình tháo trục từ vệ sinh ra. Sẽ là nên tôi biết hai tay.
cụm mực là đồ mực dễ nhất trong các dòng. Các đồ mực ngoài này thậm chí là cũng không phải tháo tất cả như này đồ mực được. Thế nhưng mà như thế nó không được lâu dài, bởi vì mình cái chính là mình phải vệ sinh cái đạn này. Vẫn làm việc kiểm tra từ hai bên mực nó có bị bông lên không. Nếu mà mực nó bông lên thì rất dễ trả mực lại hai bên. Có vẻ ổn. Theo mình ghép hai cái bờ bờ sống và bờ mực này với nhau. Bánh răng đi với bánh răng đơn giản như thế thôi. Hai cái lò xo để cho nó vào chỗ này. Tốt thì bạn mở cái gạt này nhé. Okay, như vậy mình vừa hướng dẫn các bạn cách đổ mực con máy in 2009. Con này có thể đổ được mực vào đây mà không cần tháo cả cụm. Và mực thải mình đổ đây, mực thải đây, mực thải mình tháo từ đây cái thế dốc ra, cái thế dốc ra không cần phải tháo tất cả ra. Thế nhưng mà để mà cẩn thận được lâu dài dùng được hết hồ mực không vấn đề gì thì ta phải tháo ra để vệ sinh cái gạt, vệ sinh cái trục từ. Video đến đây là kết thúc nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye.